Ly Kỳ, chuyện quỷ quân tái xuất nhân gian. Quý khán thính giả thân mến, Tinh Hoa TV đã quay trở lại được một thời gian, nhưng kênh chúng tôi hiện đang bị chặn tương tác và hạn chế lượt xem. Tinh Hoa TV cần sự giúp đỡ, mong mọi người hãy like và share video để những thông điệp ý nghĩa được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Quan trọng nhất là đừng quên nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo về video mới. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Trong lịch sử Trung Quốc, có một đội quân vô cùng bí ẩn, mà đến nay họ vẫn là một ẩn đố đối với nhân loại. Đội quân ấy được gọi là Quỷ Quân. Quỷ quân này sau khi biến mất tận 100 năm thì đột nhiên xuất hiện trở lại, ra tay vô cùng dứt khoát, bất khả chiến bại, có thể giết hàng vạn kẻ địch chỉ trong nháy mắt. Trại lính cơm. Tương truyền rằng vào thời Đông Tấn, có một vị tướng quân tên là Tô Tuấn. Vì ôm mộng chiếm được thiên hạ, ông đã dày công lập nên một trại lính. Nhưng có điều khó hiểu, trại lính ấy toàn là những người bị cơm. Họ được trang bị áo giáp sắt, nón sắt cùng các vũ khí chiến đấu rất đặc biệt. Kỳ quái hơn nữa, Tô Tuấn còn dùng rất nhiều ngân lượng để mua 3.000 còi đoạt hồn treo trên không trung. Chúng liên tục phát ra âm thanh kỳ quái rợn người, giống như ma kêu quỷ thét, vô cùng đáng sợ. Có thể nói là cách bày trận này chưa từng thấy trong lịch sử. Từ quân lính cho đến khí giới, tất cả đều rất huyền bí, khó hiểu. Vì là một tướng lĩnh có thực lực, thời đó Tô Tuấn từng xuất binh dẹp loạn Vương Đôn lập đại công. Sau khi đại thắng, lại nổi lên tâm muốn thống trị thiên hạ, mượn danh nghĩa thảo phạt đại thần Vũ Lượng, dấy binh âm mưu tạo phản lật đổ chính quyền Đông Tấn. Nhưng do khinh suất, cậy bản thân có thực lực mà khinh thường đối thủ, cuối cùng Tô Tuấn đã bị trúng tên, rơi khỏi ngựa, ôm hận mà chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đem bản đồ và tất cả những gì đã giấu trong đồng Hoàng Long Sơn giao lại cho thị vệ thân cận là Phong Kiệt Phùng cất giữ. Vào lúc Tô Tuấn chết, trại lính cơm kỳ lạ kia cũng biến mất một cách bí ẩn. Tái xuất nhân gian. Hơn 100 năm sau, Tống Minh Đế Lưu Úc vừa mới lên ngôi, các thúc bá bên cạnh lần lượt tạo phản, khiến ngai vàng của ông bị uy hiếp. Tuy ở trong cung, nhưng ông lúc nào cũng lo lắng, hoảng sợ. Thiên hạ khắp nơi chiến loạn xảy ra. Thời gian đó, Tống Minh Đế lúc nào cũng mang theo một bình rượu độc, sợ rằng có một ngày quân phản loạn xông vào thành trì. Lúc ấy, ông sẽ dùng rượu độc tự sát để lưu lại chút thể diện cuối cùng. Dưới trướng Tống Minh Đế vẫn có rất nhiều thuộc hạ trung thành. Họ tự mình đích thân dẫn quân giúp ông dẹp loạn. Nhưng xem ra thực lực của quân tạo phản quá mạnh, các tay chân thân tín của Tống Minh Đế dần dần không thể trụ vững thêm được nữa. Đúng vào lúc đang lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì Phong Thiên Thượng, hậu duệ của Phong Kiệt Phùng, đã hiến tặng bản đồ của Tô Tuấn năm xưa cho Tống Minh Đế. Kết quả đội quỷ quân bí ẩn đã đột nhiên xuất hiện trở lại trên chiến trường. Đội quân này nghe theo tiếng còi mà đến, lập tức giương lá cờ thời Đông Tấn, mặc quân trang của triều đại Đông Tấn, khí thế hung tợn. Tên phóng đao chém như vũ bão, càng đánh quân địch càng hoảng loạn, tình thế lập tức trở nên đảo ngược. Tương truyền rằng, khi tiếng còi vang lên, âm thanh như sói tru quỷ khóc, rất đáng sợ. Lúc này cả bầu trời sẽ tối sầm lại, quỷ quân lập tức xuất hiện, đến không thấy hình bóng, đi không tung tích, là một lực lượng rất hùng hậu. Dựa vào đó,
Tống Minh Đế đã dễ dàng dẹp loạn ở nhiều nơi, ngai vàng từ đó vững như bàn thạch. Sau khi dẹp yên phản loạn, Tống Minh Đế đã xây dựng một miếu thờ trang trọng để tỏ lòng biết ơn đối với tướng quân Tô Tuấn. Tống Minh Đế, ông đã cướp đi bản đồ và các ứng phù điều khiển quỷ quân kia, chỉ dùng khi thực sự cần, không mang ra tùy tiện. Từ đó đến nay, đội quỷ quân này chưa bao giờ tái xuất trên nhân gian thêm lần nào nữa.